Chị Lý Trần xin được trở lại với chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội cùng với sự góp mặt của bác sĩ Kevin Khải Tiêu chuyên về sản phụ khoa và bác sĩ Nguyễn Hữu Vượng chuyên về bác sĩ gia đình nội khoa. Không phải nội ngoại chị. Bác sĩ nội khoa chứ không phải bác sĩ nội ngoại. Đúng không? Mình biết mình cũng một lúc nào đó cũng sẽ trở thành bác sĩ nội ngoại. Đúng không? Khi nào làm nội ngoại thì tính sao? Bây giờ thì chưa mong được. Chưa mong biết bác sĩ ngoại khoa là bác sĩ mổ. Khoa. But anyway, trước khi vào phần quảng cáo thì bác sĩ Vượng và bác sĩ Khải có nhắc tới cái vấn đề tháng thai là bây giờ tháng 2, ngoài cái tháng 2 ra là mình cũng chú trọng về những cái chứng bệnh của tim. Tháng 2 là tháng tình yêu. Nhớ không? Mới Valentine đúng không? Mới Valentine tuần trước á. Đúng rồi. Bởi vậy chị trốn, chị đi lên núi chị. Mình sợ tim mình bể, tung bể, thành ra mình trốn lên núi. Thành ra không ai làm phiền mình hết. Tuy nhiên, bác sĩ Vượng cũng nhắc tới là tháng 2 bây giờ là những cái triệu chứng flu, những cái triệu chứng bị cảm cúm nó đang hoành hành. Và nó ảnh hưởng thế nào với cái corona, nó ảnh hưởng thế nào với những người bệnh có bầu hoặc là những người có lớn tuổi hoặc là những người có bệnh tim, nó có ảnh hưởng gì đến đặc thù những người bệnh nhân đó không? Bây giờ ai muốn nói trước, bác sĩ đánh tù tì hả? Mấy người bầu đặc biệt ưu tiên. Thì cái nhóm bệnh nhân mà dễ bị ảnh hưởng nhất là cái nhóm bệnh nhân nào mà cái cơ thể người ta hơi yếu. Bệnh tim bác sĩ Vượng sẽ nói thêm là nếu mà nói bầu đó, người mang thai thì nói chung là cái cơ thể người ta yếu hơn bình thường. So bởi vậy là cái người nhóm bệnh nhân ưu tiên để chích ngừa cúm là trong cái nhóm đó là cái bệnh nhân mang thai có bầu. Cái coronavirus thì cũng vậy, nếu mà người nào mà có bầu lỡ bị đó thì có thể mình không có đủ cái information để nói. Có thể nếu mà mình dựa về flu, dựa về SARS, dựa về mấy cái coronavirus khác đó thì cái người bệnh nhân có bầu thì cũng dễ bị ảnh hưởng hơn. Ảnh hưởng là ảnh hưởng người mẹ, rồi sau khi ảnh hưởng người mẹ rồi mới sẽ ảnh hưởng bé. Mình chưa có cái tài liệu nào để cho biết là cái con virus nó sẽ truyền từ mẹ đến con. Giống như Zika nó ảnh hưởng. Zika actually là chuyển cho từ, nó kêu là vertical transmission, nghĩa là mẹ truyền vô cái đường máu trong cái nhau qua bé. Cái Zika thì mình có evidence là nó sẽ truyền theo kiểu đó. Mà cái coronavirus, SARS virus chưa có. Okay. Và ảnh hưởng thì tại vì cái người mẹ đó, nếu mà trong 3 tháng đầu cái sức khỏe bị yếu quá, nặng quá, kiểu bệnh đến mức mà cái pneumonia phổi ARDS đến mức mà phải vô bệnh viện nằm ICU, thì trong 3 tháng đầu là thường cái thai nó sẽ bị hư. Có người bị hư rồi. Yes, thai sẽ bị hư. Vì corona? Yes. Vì bệnh. Sẽ bị hư. And then nếu mà qua sau 3 tháng thì tùy theo mức nào thì trước sau thì cũng sẽ làm sẽ sinh non. Bé nhỏ con sinh non là cái điểm thường xảy ra nhất nếu mà cái người nào bị bệnh. Thì cái lý do quý thính giả phải hiểu đó là cái thai nhi đó là mình tưởng tượng là cái foreign body. Thì cái cơ thể người nào bị bệnh đó thường nó sẽ tống cái đó ra. So bệnh nặng, huyết áp cao cũng tưởng tượng vậy đi, nó sẽ làm cho mình tống cái sự nào mà nó kêu một cái foreign ra. Thì nó sẽ làm cho sinh non. Nếu mà sinh non quá đó thì bé không có sống được. Nghĩa là nếu mà non từ 12 tuần đến 24 tuần thì có thể hơi khó cứu. Mà sau 24 tuần cứu được mà cái bé đó thì phải nằm lồng kính thì nó sẽ gây đủ thứ bệnh hết. Sau cái người mẹ bị bệnh nặng đó, thì nó sẽ làm cho hư thai hay là sanh non. Mà hiện tại bây giờ cái con virus truyền qua cho bé thì chưa có. Cái ngày hôm thứ hai vừa rồi đó, ngay từ ngày hôm qua mình có đọc cái một cái bài viết của bên ACC đó, tức là American Cardiology, College of Cardiology, thì họ đã làm một cái thống kê trên những cái người bệnh nhân bị coronavirus. Họ đúng như là y như là bác sĩ Khải nói, tức là những cái người bà bầu mà bị coronavirus thì trong 3 tháng đầu người ta đã nhận thấy có một số trường hợp khá nhiều là bị ảnh hưởng đến mẹ, bị sảy thai.
Và sau cái thời gian đó thì những em bé đã bị preterm, tức là bị sinh non, giống như bác sĩ Khải nói, thì người ta đã thấy cái hiện tượng đó rồi. Wow. Và người ta, nhưng mà đúng như bác sĩ Khải nói, hoàn toàn là không, người ta chưa thấy cái hiện tượng vertical transmission, tức là con siêu vi khuẩn nó đi qua đường nhau, nó vào trong baby, thì chưa có, người ta chưa thấy cái điều đó. Nào, bây giờ mình quay cũng trên một cái tương tự, như mình mới, mà thật sự ra cái chuyện này nó xảy ra, nó không chỉ riêng cho coronavirus, nó xảy ra cho nhiều loại virus khác nhau. Nói chung là khi mà virus nó vào trong cơ thể của chúng ta, nó vào trong máu của chúng ta, nó sanh sôi nảy nở, trong đó nó kích thích những cái gì, nó tạo ra cái gì mà nó làm chúng ta bị sốt, tại vì chúng ta bị fever, nó kích thích cho thể chúng ta tạo ra những cái phản ứng viêm. Cái phản ứng viêm trong cơ thể chúng ta có hệ thống miễn nhiễm. Hệ thống miễn nhiễm này nó sẽ, khi mà chúng ta thấy những cái gì mà đột ngột thay đổi, đặc biệt những cái gì bên ngoài đều vô, thì cơ thể chúng ta, hệ thống miễn nhiễm nó sẽ bắt đầu nó làm việc, nó tạo ra những cái những cái bạch cầu, những chất kháng thể để nó ráng cố gắng nó diệt cái này, và để kích thích cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta làm việc. Thì sốt, fever, cơ thể mình tạo ra những cái cơn sốt này, cơn sốt này là để kích thích cho cơ thể chúng ta tạo ra những cái kháng thể, tạo thế này thế kia, nhưng mà và tạo ra những cái phản ứng viêm này. Cái phản ứng viêm này đó, nó giúp cơ thể chúng ta tạo ra nhiều kháng thể, nhưng mà ngược lại, chính cái những phản ứng viêm này đó, nó làm ảnh hưởng không tốt đến cái mạch máu của cơ thể chúng ta. Và đó là lý do tại sao khi mà mạch máu chúng ta nó bị chấn thương, đó là lúc mà mạch máu chúng ta nó dễ bị chảy máu, nó dễ bị rỉ máu, nó dễ bị tắc nghẽn. Và đây là lý do tại sao mà trong những cái mùa cảm cúm có nhiều người bị bệnh tim hơn là những mùa khác. Người ta chết vì bệnh cảm cúm vì phổi không nhiều bằng người ta chết vì những cái bệnh về mạch máu liên quan. Wow. Mặc dù nó liên quan đến cúm, nhưng mà đa số trong cái mùa này, cái số người chết vì bệnh phổi cũng có, nhưng mà cái số người bị chết vì stroke, vì heart attack cũng rất là nhiều. Wow. Năm nào cũng như năm nào hết. Và người ta giải thích là tại vì cái những cái ngày nay người ta biết những người bị bệnh tim, những người bị heart attack, người bị stroke thường thường á, nó gây ra bởi phản ứng viêm. Và những cái thành ra những cái người mà người ta biết là bây giờ những cái người mà bị rheumatoid arthritis, tức là bị viêm thấp, bị phong thấp, những người bị bệnh gout mà chronic gout, những cái người đó đó nguy cơ bệnh tim của họ bị cao, bệnh tim cao hơn là những người bình thường. Những bị psoriasis too, tức là những bị chronic inflammation, tức là bệnh viêm mãn tính đó, thì cái nguy cơ bị bệnh tim của họ, bệnh tim mạch của họ cao hơn. Và đó là lý do tại sao mà trong cái mùa này, những cái người mùa này và khi mà có nhiều cảm cúm, corona hay là flu hay là COVID, bất cứ viêm, bất kỳ cái virus nào, virus nào cũng vậy, khi mà chúng ta bị viêm phổi, bị viêm cuốn phổi, những cái đó nó đều tạo ra những cái phản ứng viêm, và những phản ứng viêm này nó làm hư mạch máu chúng ta và làm tắc nghẽn mạch máu chúng ta, từ đó nó dẫn đến những cái chứng bệnh truyền tim, máu truyền vào cơ tim, nó bị tai biến mạch máu não. Và nếu mà nó ảnh hưởng đến những cái mạch máu mà đến nuôi baby, thì đó một hình thức gián tiếp là nó sẽ làm cho máu không nuôi được baby, nó lead to những cái vấn đề mà sinh con thiếu tháng, rồi vấn đề như bác sĩ Khải nói. Thì đây chúng ta thấy là đó là cái hiện tượng chung của tất cả những cái virus, lý do tất cả những cái vi siêu vi khuẩn và trong những cái mùa cảm cúm nó đều gây ra những cái hệ quả như vậy. Thành ra chúng ta thấy gần đây những cái tin tức của những cái người mà bị chết vì coronavirus, người ta đại đa số là những người già, sức đề kháng yếu, và những người bị những cái bệnh trước đó, những bị những cái bệnh gì, bệnh tim bị nhiều, bệnh tiểu đường bị nhiều. Tại sao tiểu đường hay bị tiểu đường, nó làm sức đề kháng chúng ta bị yếu, vì người già sức đề kháng chúng ta yếu mà hay bị thông thấp, thấp này thấp kia nữa. Và bị những người bị bệnh tim, tức là những người bị bệnh tim cái mạch máu của họ đã nhỏ sẵn rồi, khi mà bị phản ứng viêm nó làm mạch máu chúng ta tắc nghẽn thêm, và từ đó nó dẫn đến cái vấn đề là dễ bị máu truyền vào tim và chết vì vấn đề đó. Hàng năm chúng ta có khoảng chừng 30 cho đến 35 ngàn người ở dân Mỹ này alone là chết vì những cái bệnh liên quan đến bệnh cúm. Và trong 30-35 ngàn này đó là hơn phần nửa là bị bệnh tim mạch. Wow. Vâng, thưa quý vị, có anh Dương hỏi độ thách đối ba chị em chúng tôi là đối với hai bác sĩ với chị với lại Julie là một ngày chúng ta đụng cái mặt của chúng ta bao nhiêu lần. Và chúng tôi vội vàng hỏi Mr. Google thì Mr. Google cho biết rằng thì là up to 3.000 lần một ngày chúng ta đã
Mình nghĩ cái đó là ấp chưa 3.000 lần, cái đó là mấy bà mấy cô. Tại vì thôi được rồi, mẹ đi vào mặt quảng cáo rồi sau đó mình sẽ cãi nhau sau. Thì quý vị tiếp tục theo dõi, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn của các cơ sở để bảo trợ cho Little Sài Gòn TV.